cái giá phải trả khi cho con học tiếng Anh 1 kèm 1 theo review của người nổi tiếng. Con tự tin giao tiếp với người nước ngoài, con mạnh dạn diễn thuyết bằng tiếng Anh, con giỏi vượt trội trong môi trường quốc tế. Chỉ sau 3 tháng cho con học tại Pantado 1 kèm 1, trình tiếng Anh của con đã thay đổi đáng kinh ngạc. Khóa học tiếng Anh Pantado 1 kèm 1 với giáo viên giỏi, chuẩn quốc tế chỉ từ 120.000 một buổi mà giúp con từ zero thành hero. Giao tiếp thành thạo chỉ sau 3 tháng học, cam kết hiệu quả, không giỏi thì sẽ làm tiếp. Cô Điệp đã chứng kiến rất nhiều ba mẹ đã thử cho con học nhiều cách rồi nhưng mà học mãi vẫn không thấy hiệu quả. Nhưng kể từ khi cho con học Pantado 1 kèm 1 nhé, thì khác biệt một trời một vực luôn. Hiệu quả gấp 3 lần mà chi phí thì tiết kiệm một nửa thôi các ba mẹ ạ. Vì học 1 kèm 1 mỗi lớp chỉ có một mình con được tương tác tối đa, thực hành nghe nói suốt buổi học. Lớp học riêng tư, không có ai ngoài con nên con cũng sẽ không ngại khi nói sai. Càng nói nhiều bao nhiêu thì khả năng giao tiếp của con lại càng tiến bộ bấy nhiêu. Giáo viên còn theo sát và sửa từ lỗi sai cho con nên con tiến bộ rất nhanh các bà mẹ ạ. Đặc biệt ở đây có video ghi hình sau mỗi buổi học nữa, ba mẹ có thể vào xem con học như thế nào, cô giáo dạy ra sao, rất là hấp dẫn luôn. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của mình nên thực sự rất yên tâm. Và ở Pantado thì các bạn cũng được chọn giáo viên theo yêu cầu, muốn giáo viên có bằng cấp gì, kinh nghiệm ra sao đều được đáp ứng hết. Phương pháp dạy cũng như vậy, bạn đều có thể lựa chọn được. Pantado cam kết nếu như con học không tiến bộ thì ba mẹ sẽ được hoàn tiền ngay. Nhờ hợp đồng này mà rất nhiều ba mẹ yên tâm khi cho con học ở đây. Nhưng mà cũng không có ba mẹ nào yêu cầu hoàn tiền cả. Chắc là bởi vì tất cả các bạn đều rất tiến bộ và vượt trội trong quá trình học cùng Pantado. Đăng ký ngay hôm nay để nhận suất học thử hoàn toàn miễn phí và nhiều quà tặng hấp dẫn khác các ba mẹ nhé. Hẹn gặp các ba mẹ ở Pantado.